chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, một chương trình đã trở nên vô cùng quen thuộc của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã được hơn 10 năm. Và trong suốt thời gian đó thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để đem tới một chương trình hay nhất, thú vị nhất. Và chúng tôi cũng luôn cảm ơn quý vị, những người đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị đã luôn động viên chúng tôi. Quý vị đã luôn gửi những ý kiến đóng góp về cho chương trình và chúng tôi cố gắng ngày càng hoàn thiện chương trình hơn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Và trên sân khấu hiện nay, ngoài người dẫn chương trình đã trở nên cũ kỹ tới mức mà muốn thay lắm rồi. Là mặt nhăn, người nhăn, mỗi tội áo hoa thì vẫn cứ đẹp. Ngoài cái người đấy ra thì chúng ta còn 3 người mới. Đó là bạn Giang, bạn Quân và bạn Hà. Chào bạn Giang. Chào anh ạ. Hình như tôi gặp bạn ở đâu rồi? Dạ vâng ạ, em gặp anh tại trường của em ạ. Trường quốc tế BIS Hà Nội ở Vinhome Riverside Long Biên ạ. À đúng rồi. Vâng ạ. Hôm đấy tôi có cùng một diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Vâng ạ. Đến trường các bạn nói về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và đặc biệt là tê giác đúng không ạ? Vâng đúng ạ. Vâng vâng. Hôm đấy vui chưa ạ? Dạ vâng, rất vui ạ. Ấn tượng của các trò thế nào ạ cô? Các cháu rất là ấn tượng với chú Xuân Bắc ạ. Và nói với em rằng là cô ơi, chú Xuân Bắc là mở dẫn chương trình của Đội Hình Bắt Chữ đó. Thì cô cố gắng đi tham gia nhé. Và em mạnh dạn tự tin để đăng ký tham gia. Vâng, cô Giang. Vâng. Thưa quý vị, cô giáo Giang, một tràng vỗ tay cho cô giáo. Bạn Quân thì sao? Vâng, hiện tại thì em đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Em sinh ra và lớn lên Hà Nội, nơi nổi tiếng với ô mai và bánh cốm ạ. Bánh cốm và ô mai. Bạn làm một truyền thông. Dạ. Chuyên ngành là gì ạ? Chuyên ngành của em là viết lách cũng như là làm những chương trình phát trực tuyến trên Facebook. Vâng, bạn Quân bên cạnh. Xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh. Bạn Hà đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Hình như tôi cũng gặp bạn ở đâu rồi. Em gặp anh nhưng mà anh không gặp em ạ. Ở đâu? Bởi vì gặp nhau khá nhiều chương trình. Em cũng làm nghệ thuật thì có thể một số chương trình mà em cũng tham gia và anh cũng tham gia. Đấy, tôi mặc dù có gia đình rồi nhưng mà vẫn không bỏ được cái thói quen. Mới cả cái tính hồi còn trẻ chưa gì, tức là cứ thấy các bạn gái xinh là kiểu gì cũng bảo gặp quen ở đâu rồi. Bạn là hoạt động nghệ thuật là chuyên về gì hả bạn Hà? Em chuyên về belly dance, nghĩa là mổ bụng. Dạ. Hiện thì em đang tôi phải giấu anh hứng thú đúng không ạ? Không không, trước thì tôi 6 múi, bây giờ nó dồn vào làm 1. Vâng, thì hiện tại thì em đang hoạt động trên Hà Nội, thì em dạy ở California. Còn đâu là ở trung tâm em cũng dạy các cháu ở câu lạc bộ Pha Lê Hà Nội. Còn ở quê hương em Hưng Yên thì em có dạy ở trung tâm Enship Hưng Yên ạ. Làm sao mà bố trí thời gian được? Em sinh ra là tuổi dê nhưng mà em sức là chạy tuổi ngựa. Và thêm cầm tinh, thêm cả bay nữa. Cầm tinh cả con bướm nữa đúng không? Lại bay nữa. Ngựa mà lắp cánh bướm thì rồi thì còn gì bằng nữa. Bạn chuyên về belly dance, bạn là giảng viên và biểu diễn luôn. Vâng ạ, bạn em đi diễn. Thể hiện một bài được không? Tất nhiên rồi ạ. Bạn sẵn sàng ạ? Chúng ta cùng đến với điệu múa belly dance với tên gọi là Điệp Mã. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị với những tràng vỗ tay rất giòn giã vừa rồi. Cảm ơn bạn Hà đã mở đầu chương trình bằng một tiết mục rất là sôi động, đầy truyền cảm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất. Phần thi thứ nhất của đội hình bắt chữ bắt đầu. Phần 1 của chúng ta phần này nó rất căng thẳng. Kết thúc phần này chúng tôi phải nói lời chia tay với một trong số 3 bạn ở đây. Dù là bạn Quân, bạn Giang hay bạn Hà thì tôi đều không muốn cả. Nào, trả lời liên tục để tìm ra đáp án đúng, giành điểm. Đây là gì? Mời bạn Hà. Hoa tích. Chưa chính xác. Mời bạn Giang. Đáp án của em là hoa lư ạ. Hoa lư là đáp án chính xác. Hoa lư là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình. Hoa lư, mời bạn giành điểm đầu tiên. Miếng ghép thứ hai bắt đầu ngay. Mời bạn Giang. Dạ, báo hoa. Chưa chính xác. Được quyền trả lời liên tục. Hoa báo. Không đúng. Cứ bình tĩnh. Xác định nó là bông hoa gì đi. Hoa gì ạ? Báo hoa mai ạ. Báo hoa mai là đáp án chính xác. Mời bạn. 2 điểm rồi. 1 điểm nữa là miếng ghép thứ 3. Mời bạn Quân. Em có thể trả lời là vừa đấm vừa xoa. Vừa đấm vừa xoa là đáp án rất chính xác. Bạn Hà có vẻ ngưỡng mộ bạn Quân đấy. Vừa đấm vừa xoa. Ví thủ đoạn quỷ quyệt, vừa đe dọa vừa phỉnh nịnh dụ dỗ. Mời bạn có điểm đầu tiên. Trong số 3 bạn có một người đang lo lắng. Rất lo lắng. Bạn Hà đúng không? Không sao, đừng có băn khoăn. Vượt rào. Sao ạ? Lội ngược dòng. Đương nhiên. Tất cả cơ hội của các bạn. Miếng ghép tiếp theo. Em trả lời lại bánh trái ạ. Bánh trái. Một câu nói, một cách nói khái quát liên quan đến các loại bánh nói chung. Chính xác. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Giang. Giá nhạc ạ. Giá nhạc là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn, người đầu tiên bước vào vòng 2. Bạn Giang là người đầu tiên bước vào vòng 2 của đuổi hình bắt chữ. Bạn Hà chưa giành được điểm nào. Đầy lo lắng. Và nếu như bạn quá lo lắng thì bạn sẽ không nghĩ được gì. Cho nên hãy buông nó đi. Cùng lắm là trong trường hợp chúng ta phải chia tay nhau bây giờ. Lần sau bạn đến chương trình biên tập một bài belly dance đẹp hơn, quyến rũ hơn. Có làm sao đâu. Anh phát hình đi ạ. Em nghĩ là em sẽ cố gắng trong ngày hôm nay hết sức. Thì tôi đang nói với bạn ấy. Tôi không chù ẻo bạn đâu. Mà tôi đang nói với bạn là bạn ấy buông bỏ tâm lý. Cùng lắm là lần sau quay lại. Được chưa nào? Được ạ. Được. Bạn Quân. Còn một câu nữa bạn sẽ cùng bạn Giang vào vòng sau. Nhưng bạn Hà còn phải 3 câu nữa. Không sao. Miếng ghép thứ 6. Xin mời. Lại. Xin mời bạn Hà. Cá 7 màu. Cá 7 màu là chính xác. Bạn Quân ơi, đèn báo của bạn Hà mà cứ bình tĩnh. Bạn Quân là em xin chặn. Cá 7 màu. Loại cá cảnh nhỏ có 7 màu trên thân. Chúc mừng bạn với điểm đầu tiên. Miếng ghép thứ 7. Xin mời. Mời bạn Quân. Em trả lời là sao giấy ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Hà. Kim sao. Không đúng. Bạn Giang có vẻ biết rồi hay sao ấy. Nào,
Tiếp tục, các bạn được quyền trả lời liên tục. À, xin mời bạn Quân. Em sẽ trả lời là sao in ạ? Không phải. Cái gì nó ra ở phía dưới này? Sao giấy? Không phải, chưa chính xác. Ở trên kia tôi để vào, tôi ép xuống, tôi bấm. Thì trên đấy là bản gì, còn dưới này là bản gì? Xin mời bạn Hà. Sao giả? Không phải. Mời bạn Quân. Em trả lời là sao chép ạ? Không đúng. Trời ơi, một tí nữa thôi. Ở trên kia tôi cho vào, tôi ép xuống và tôi cho ra những cái này. Thì cái tập này gọi là tập gì đây? Mời mời bạn Quân. Bình tĩnh nào. Bạn Quân là gì? Là 3 2 1 sao cốc ạ? Chưa chính xác. Tiếp tục. Vâng. Xin mời bạn Hà. Bản sao? Đáp án chính xác. Wow, tôi căng thẳng lắm ấy. Bản sao là đáp án chính xác. Tôi đã nói, tôi không dám nói. Bạn Giang nhờ, chính ra khi mà biết rồi mà tôi gợi ý mới thấy là dễ đúng không? Vâng ạ. Anh phải hiểu là hai người này rất là căng thẳng. Người bên kia thì không tính. Tôi không hiểu làm gì được tôi. Anh phải hiểu là tôi không hiểu đấy. Em xin lỗi. Không cho đấy. Thì thôi em nhận. Mời bạn nhận điểm. Không phải nhấn chuông rồi kia, chúng tôi chốt điểm rồi. À thế ạ. Bây giờ sẽ là miếng cuối cùng này. Đây là dầu lá cọ ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn Hà. Dầu cọ. Đáp án chính xác. Em đã bảo là em sao, em ngựa ngược dòng thì còn à. Bạn rất run đúng không? Cực kỳ run. Phải nói là bạn không chỉ giỏi belly dance mà bạn còn giỏi bơi nữa. Căng đấy. Bạn Quân ạ, chúng ta hẹn gặp nhau. Không sao đúng không? Bạn ấy xuất sắc thật. Đấy, chúc mừng nhau cái. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau ở chương trình gần nhất. Và lúc đó hy vọng rằng đối thủ của bạn sẽ không phải là hai cô gái rất xinh đẹp và thông minh nhanh nhẹn như thế này nữa, mà là những người vừa phải thôi, bớt nguy hiểm thôi. Chứ hôm nay họ nguy hiểm quá. Chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau. Bạn sẽ ra về với một phần quà của chương trình. Xin mời. Xin gửi tặng bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và công việc thật tốt. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, đã phải chia tay với bạn Quân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo với hai cô gái rất xinh đẹp của chương trình. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bạn Giang và bạn Hà là hai người bước tiếp vào vòng trong của đội hình bắt chữ. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình. Phần 2 của chúng ta. Bây giờ là lúc các bạn có cơ hội giành số tiền thưởng 10 miếng ghép. Mỗi miếng ghép có giá trị là 300.000 đồng. Các bạn được quyền suy nghĩ đến bất kỳ lúc nào tìm được đáp án. Ai nhấn chuông trả lời trước nếu đúng thì sẽ có 300.000 đồng. Còn nếu sai, người còn lại có 10 giây và được trả lời một lần. Hai bạn sẵn sàng chưa? Nào, đây là gì? Bé đang làm gì? Đánh trống á. Sau đó vẽ. Đấy không phải vẽ. Viết ạ. Đó. Đánh trống viết tên ạ. Chưa chính xác. Mời bạn. Đánh trống ký tên. Đánh trống ghi tên. Đánh trống ghi tên là đáp án đúng của chương trình. Chúng ta đến với miếng ghép thứ hai.
Mời bạn Hà. Bàn tay vàng. Bàn tay vàng, đáp án rất chính xác. Bàn tay vàng chỉ những người có đôi tay tài giỏi, hiếm có, thành thục trong công việc. Mời bạn giành tiền thưởng. Miếng ghép thứ 3. Rất dễ. Cái gì đang làm gì? Mời bạn Hà. Ô họa. Chưa chính xác. Mời bạn Giang. Thêm là ô vẽ. Đáp án của chúng tôi là ô tô. Miếng ghép thứ 4. Mời bạn Hà. Hút thuốc. Không đúng. Bạn Giang. Thuốc hút ạ. Đáp án của chúng tôi dễ lắm ấy. Đáp án của chúng tôi là thuốc lào. Thuốc lào này cứ tự phức tạp. Miếng ghép thứ 5. Tiền thưởng của các bạn cứ thế trôi đi. Xin mời. Gì đây? Cái gì ở trên đó có những gì? Dễ lắm ấy, tôi nói thật. Xin mời bạn Giang. Mâm pháo ạ. Mâm pháo là chính xác rồi. Bạn Giang nói trả lời là mâm pháo, nhưng mà cái khái niệm mâm pháo của bạn, bạn hiểu như thế nào? Theo em hiểu là rất là nhiều quả pháo xếp lại với nhau ấy ạ. Thì đúng rồi. Nhưng mà mâm pháo ở đây là một bộ phận rất quan trọng của liên hợp rất nhiều các bộ phận để hình thành một khẩu pháo. Còn bạn Giang nói không sai. Dạ, theo em mâm pháo tức là một vâm mâm rất nhiều pháo. Kế hoạch phản gián tức là lật cái phản lên rất nhiều gián, gọi là phản gián. Mời bạn nhận tiền thưởng. Xin mời. Anh ấy có một hành động rất... Xin mời bạn Giang. Quả cảm ạ. Quả cảm là chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Quả cảm. Có quyết tâm, can đảm. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Giang. Cau có ạ. Cau có, chính xác. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Hà. Sông cầu. Chưa chính xác. Vâng. Mời bạn Giang. Phố cầu gỗ. Hoàn toàn đúng, phố cầu gỗ. Chưa hiểu rồi các bạn. Miếng ghép thứ 9. Mời bạn Hà. Ruồi giấm. Ruồi giấm, hoàn toàn đúng. Đó là ruồi giấm. Rất nhanh. Tiền thưởng dành cho bạn. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Tiền thưởng sẽ thuộc về ai? Bạn Giang hay bạn Hà? Cùng xem nào. Mời bạn Giang. Đảo đầu lâu ạ. Hoàn toàn đúng. Tên một bộ phim rất nổi tiếng, bom tấn. Mời bạn. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ hai rất nhanh. Hai người chơi của chúng ta cũng tỏ ra là những người rất tự tin và thông minh. Bạn Giang đang có 1.500.000 đồng tiền thưởng. Bạn Hà đang có 600.000 đồng. Bạn Giang thì trong cái nghề làm cô giáo của bạn ấy, một trong những cái điều bạn cho rằng là gian nan nhất đó là gì?
Điều mà em cảm thấy gian nan nhất khi mà em làm giáo viên đó là em có thể nắm bắt được tâm lý của tất cả các bạn học sinh. Vì mỗi một bạn thì các bạn ấy sẽ có cái đặc điểm tâm lý khác nhau. Và đúng, không phải là cứ các bạn đến lớp là các bạn sẽ ngoan, không phải là cứ cô giảng ở bên trên là các bạn ấy sẽ ngồi nghe. Đúng. Và các bạn ấy sẽ có những cái hoạt động của các bạn đấy. Đúng rồi. Và đôi khi là giáo viên cũng phải lựa cái tâm lý của các bạn đấy để mình có thể là vừa động viên, vừa khuyến khích, vừa nghiêm khắc nhưng mà các bạn vẫn cũng nghe lời ạ. Khó ghê nhỉ, động viên này, khuyến khích này, nghiêm khắc này. Vâng ạ. Tất cả trong một. Dạ. Tôi thì tôi rất, thực sự là tôi cũng rất cảm thông với nghề giáo viên. Dạ. Bởi vì cái áp lực dạy rất là nhiều. Vâng ạ. Nên tôi rất chia sẻ với nghề giáo viên. Nghề giáo, dạ, viên rất là khó khăn đấy. Vâng ạ, cảm ơn anh là ạ. Trong giai đoạn này thực sự, vâng, là như vậy. Còn bạn Hà, dạ, bạn cũng là hướng dẫn. Giáo viên ạ. Giáo viên. Dạ. Thế thì cái khó của bạn là gì? Với mỗi lứa tuổi thì mình sẽ phải cách dạy khác nhau. Ừ. Trẻ con thì vừa dạy và vừa dỗ. Ừ. Còn người già vừa dạy vừa động viên. Ừ. Đấy, thì nó rất là khác biệt. Thế cái lứa tuổi như tôi thì bây giờ phải làm gì? Anh á thì là bắt. Bắt? Vâng. Chứ không là vừa dạy vừa dỗ mà cũng không thuộc dạng động viên. Vâng. Mà là vừa dạy vừa bắt phải học. Đúng rồi ạ. Bởi vì mình phải có ý thức, bây giờ mình vẫn nhận thức được mình phải có ý thức mình học, đúng không ạ? Không. Nó nhằng. Không, bắt em gì? Nói đùa chứ còn đâu là anh ở cái lứa không, tuổi không, không. Mà... Tôi bạn nói tiếp đi. Em vẫn có thể thổi nguồn cảm hứng cho anh được. Đấy là điều quan trọng. Đúng. Các cô ạ, phải cho chúng tôi niềm cảm hứng. Dạ. Đúng không? Nếu tôi cứ đòi đi tập ấy. Đến lúc đấy trời mưa bắt ở nhà cũng bảo không, hôm nay phải đi tập. Đúng rồi ạ. Cái quan trọng là làm cho họ bất chấp tất cả để đến phòng tập. Thế tôi có nhiều cái đam mê lắm nhưng mà tôi không chia sẻ được. Khổ thế chứ. Không, đấy là nhiều cái thích, còn đam mê thì chỉ có một. Tôi tưởng đam mê nó cũng theo giai đoạn chứ. Nó cũng theo tâm sinh lý lứa tuổi mỗi thời kỳ chứ. Thôi mình không bàn về cái này, thôi. Chúc bạn với niềm đam mê duy nhất của bạn, còn tôi thì tôi đam mê nhiều lắm. Tôi phải nói luôn là tôi đam mê nhiều, không biết quý vị khán giả thế nào chứ. Ai đồng ý với tôi thì vỗ tay, không đồng ý thì cũng vỗ tay để động viên anh em chúng tôi. Tôi đam mê nhiều. Có quá nhiều thứ tốt đẹp khiến cho mình đam mê và say mê trên cuộc đời này. Có làm sao đâu. Mỗi người mỗi khác. Bây giờ chúng ta này đến với phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay để đến với phần 3 của Điều Hình. Ngay bây giờ tôi nghĩ rằng các bạn thích, đam mê, dồn hết tâm huyết vào phần này. Mỗi miếng ghép có 500.000 đồng tiền thưởng. Các bạn được quyền trả lời liên tục và liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Ai trả lời đúng miếng ghép nhỏ sẽ mở chi tiết miếng ghép lớn và được trả lời trong vòng 5 giây. Giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Chuẩn bị. Đây là gì? Mời bạn Hà. Mặt cầu. Mặt cầu là đáp án chính xác. Mời bạn. Bạn có 5 giây. Em bỏ qua. Bỏ qua. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hà. Nhân tình. Nhân tình. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Hà. Đáp án chưa chính xác. Vâng, xin mời. Dạ, hôn nhân. Đáp án chính xác đó là hôn nhân. Hôn nhân là việc kết hôn giữa nam và nữ. Mời bạn. Mở chi tiết. Hai. Một. Miếng ghép thứ ba. Đây là một từ cổ từ dùng trong văn chương. Không dễ. Ý nói. Mời bạn Giang. Đào tam ạ. Chưa chính xác. Ý nói là sóng to, thường dùng để ví cảnh ngộ chìm nổi, gian nan, vất vả. Mời bạn Hà. Tam đào. Không đúng. Trong số những câu trả lời của các bạn đã có đáp án rồi, cho nên là đừng có mang đi đâu nữa. Xin mời bạn Giang. Ba đào ạ. Đáp án đúng, ba đào. Mời bạn. Mở chi tiết.
Nhấn chuông để mở. Năm, bốn, ba, hai. Thiên ký ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ tư đang chờ các bạn. Mời bạn Hà. Thảm khóc. Chưa chính xác. Mời bạn Giang. Khóc thảm ạ. Không phải. Khóc là hành động cụ thể. Nhưng cái này để chị. Mời bạn Giang. Sầu thảm ạ. Sầu thảm là đáp án rất chính xác. Sầu thảm chỉ trạng thái buồn rầu thảm thương. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Bạn Giang có 5 giây. 5, 4, 3. Bút ký ạ. Chưa đúng. Chúng ta đến với miếng ghép thứ 5. Cây thuốc. Chính xác. Rất giỏi. Mời bạn. Mở. Nhật ký. Đáp án chính xác đó là nhật ký. Tôi rất tiếc cho bạn Giang. Bạn đang bị phức tạp tình hình. Đầu tiên bạn là thiên ký, đúng không? Sau đó bạn là bút ký. Đáp án là nhật ký. Em cũng đoán ra. Thật tiếc nhưng không sao. Chương trình đến bây giờ là rất vui rồi. Vâng. Mời bạn Hà nhận 3 triệu đồng tiền thưởng. Tổng số tiền thưởng bạn Hà đang có là 5.100.000 đồng. Bạn Giang đang có 2.500.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Nhưng mà bạn cũng đã để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp. Bạn đang có số tiền thưởng này, tôi nghĩ là cũng đủ để khao một cái lớp mà bạn chủ nhiệm rồi. Dạ. Bim bim là đủ. Vâng ạ. Vâng, xin mời bạn nhận quà và tiền thưởng của chương trình. Đây là quà của chương trình, xin gửi bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc của mình. Đặc biệt là được luôn luôn có những bài giảng hay để các trò yêu quý. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Và cảm ơn chương trình ạ. Một tràng vỗ tay, chúng ta đến với phần 4 của chương trình. Phần 4 đã đến, đúng là bạn lội ngược dòng rất là ngoạn mục. Và bây giờ tôi đang hy vọng chúng tôi sẽ trao giải thưởng đặc biệt cho bạn đây. Bạn có muốn không? Tất nhiên là có rồi. Rồi, tất nhiên là có rồi. Bạn tập trung nhé. Luật của chương trình: 15 miếng ghép, đánh số từ 1 đến 15, được bố trí theo hàng. Chúng ta có 5 hàng và được đặt theo hình tháp. Ở tầng thứ nhất có 5 câu, tầng cao nhất có 1 câu. 60 giây bạn phải đi từ tầng 1 lên tầng 5 nếu muốn trúng giải cao nhất. Đó là 30 triệu đồng tiền mặt. Chúng ta cùng xem mỗi tầng bạn đi sẽ được bao nhiêu tiền thưởng. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Ô số 11 rất quan trọng. Ô số 11, đây là một phần thưởng đặc biệt của chương trình. Tour du lịch trị giá 34 triệu 900 nghìn đồng 6 ngày tới Nhật Bản chính là phần quà dành tặng cho người chơi tuần này. Theo đó, bạn sẽ được thăm tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo Skytree 634m, thưởng lãm cảnh đẹp nên thơ tại Hoàng cung Nhật Bản, du thuyền hồ Asi ngắm núi Phú Sĩ, cảm nhận vẻ đẹp di sản văn hóa thế giới, chùa Gác Vàng hay thả ga mua sắm hàng siêu hợp đến 65% ở khu mua sắm cao cấp Gotemba Premium Outlet. Đặc biệt, các trò giải trí sôi động tại Nagashima, trải nghiệm tàu cao tốc Shinkansen với vận tốc tối đa 581 km/h và thung lũng nước sôi Awakudani với truyền thuyết ăn trứng gà đen tăng thêm 7 năm tuổi thọ sẽ mang đến niềm vui bất tận. Vietjet Tour hy vọng được đồng hành cùng bạn trong chuyến đi sắp tới. Cảm ơn như thế nào? Chuyến đi như thế nào? Rất là thú vị. Đương nhiên rồi, nó là rất tuyệt vời luôn.
Bạn đến Nhật Bản bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa đến bao giờ? Tôi cũng chưa đến bao giờ. Thế cho nên là tôi cũng muốn được chuyến đi này lắm đấy này. Nào, bạn sẵn sàng rồi nhá? Sẵn sàng rồi ạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để 60 giây bắt đầu. Hãy lựa chọn. Bắt đầu. 3. Số 3. Một. Chuyển đấy ạ. Chuyển. Số 1. Bút xa gà chết. Bút xa gà chết, chính xác. Rất giỏi. Mời bạn lên tầng 2. 8. Số 8. Mời bạn. Bia đá. Chưa chính xác, còn thiếu. Bia đá thì chuyển. Chuyển. Số mấy? 9. Số 9. Mời bạn. Đây là gì? Anh ấy rất vất vả. Anh ấy... Đầu sóng ngọn gió. Đầu sóng ngọn gió, chính xác. Cố gắng lên nào. Ô số 11. Ô số 11. Đây là gì? Cơm hộp. Không phải. Người mà... Cơm. Chính tôi bị cuống. Người mà có tích lũy. Người mà tiết kiệm được. Và kinh tế cũng bắt đầu khá lên. Người ta nói rằng là đấy, cậu đấy nó cũng vất vả một thời gian, nhưng bây giờ đã trở thành người thế nào? Có hai cái bát để đây này. Một. Của để dành. Không, nó không phải của thế. Của để ra. Không, chưa chính xác. Bạn biết thôi nhá, bạn đừng có nói. Có của bát ăn, à bát ăn mới để. Thế bảo là vừa biết thế thôi, đừng nói mà đọc luôn ra thế này thì... Thế làm ăn thế này thì chết. Thế nào? Tôi quyết định rồi. Chúng ta cùng xem số tiền bạn có. 7.100.000 đồng. Xin chúc mừng. Mời bạn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ trao quà tặng và số tiền mà người chơi đã đạt được qua chương trình. Xin gửi tặng bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công và xinh đẹp. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình dân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi xin cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Đuổi Hình Bắt Chữ số tiếp theo. Ba người chơi tuần này, Kiều My, Trường Giang, Phạm Thị Thuyền, ai đi tiếp, ai dừng lại? Bạn Thuyền thì rất nhẹ nhàng, sang bạn Giang, ui, và sang bạn Kiều My thì nó lại... Kiều My trông bạn rất là xinh đẹp và không có cái gì chắc chắn, chỉ có một điều chắc chắn là không có cái gì chắc chắn. Bạn Thuyền đúng không? Tài lẻ của bạn Thuyền là gì ạ? Em có khả năng là làm thơ con cóc. Bạn Thuyền có run không? Lên đây thả, nhìn thấy anh Smart lại hết run luôn. Hết run luôn à? Vâng. Mời bạn Kiều My. Quỷ sứ á. Mời bạn Thuyên. Túi trà. Thôi nhường thế đủ rồi Giang nhá. Hai bạn nữa cứ liên tiếp giành điểm trong khi bạn Giang ở giữa. Lady first như thế là đủ rồi nhá. Bạn Thuyên đã là người bước tiếp vào vòng trong. Và người còn lại sẽ là Kiều My hay Trường Giang. Mời các bạn đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng 19h50 thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017 trên kênh 1 Đài Phát Hành Truyền Hình Hà Nội.